Là một trong những nam tài tử hàng đầu của K-pop, mỗi lần tái xuất màn ảnh nhỏ là một lần Park Seo-joon khiến công chúng dậy sóng. Với loạt phim đình đám như Cô nàng xinh đẹp, Thanh xuân vật vã, Thư ký Kim sao thế, và mới đây nhất là siêu phẩm Tầng lớp Itaewon. Tài năng và sức hút của nam diễn viên sinh năm 1988 càng được khẳng định. Hầu như các tác phẩm của Seo-joon tham gia đều được giao vai diễn giàu có hoặc vượt qua nghịch cảnh và có khối tài sản khổng lồ, từ phó tổng biên tập trong Cô nàng xinh đẹp, phó chủ tịch của Thư ký Kim cho tới đại gia xây dựng công ty lớn trong Tầng lớp Itaewon. Các nhà làm phim đánh giá rằng chính bởi đôi mắt sáng, gương mặt sang và ngoại hình nổi bật trong các bộ vest đã giúp cho Seo-joon đảm nhận những vai diễn này vô cùng trơn tru. Tuy nhiên, có lẽ điều khiến anh dễ dàng nhập vai vào nhân vật là bởi ngoài đời, Seo-joon cũng chính là một tổng tài thực thụ với khối tài sản đáng nể. Sau hơn 10 năm chinh chiến trong giới showbiz, tài sản của nam tài tử được ước tính vào khoảng gần 5 triệu đô la, tương đương 115 tỷ đồng. Nằm trong tay một loạt các vai diễn ấn tượng, thù lao của Park Seo-joon tuy chưa từng được tiết lộ, nhưng chắc chắn cũng thuộc hàng cao ngất ngưỡng. Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, nam tài tử nhận được thù lao 30 triệu won cho một tập khi đóng Cô nàng xinh đẹp năm 2015. Bên cạnh đó, mỗi một hợp đồng quảng cáo hay làm gương mặt đại diện, mức cát xê của Seo-joon cũng lên tới 400 đến 500 triệu won. Ngoài hai nguồn thu kể trên, nam tài tử cũng có một nguồn thu nhập thụ động đến từ những video được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh YouTube của anh đạt hơn 28 triệu lượt xem, doanh thu ước tính một năm có thể lên tới hàng tỷ đồng. Bên cạnh giá trị tài sản ròng, Park Seo-joon còn sở hữu khối bất động sản và loạt siêu xe đắt giá. Truyền thông xứ Hàn cho biết nam diễn viên hiện đang là chủ sở hữu của một tòa nhà 5,8 tỷ won, hơn 100 tỷ Việt Nam đồng, tọa lạc trên khu Jongdam Đông, Gangnam, và sử dụng chiếc siêu xe Maserati Quattro Porsche làm phương tiện đi lại chính. Xuất thân trong một gia đình khá giả, lại có truyền thống kinh doanh lâu năm, tuy nhiên Park Seo-joon không đi theo con đường đó. Anh lấn sân vào showbiz và nỗ lực suốt 10 năm để gây dựng nên tên tuổi bằng chính đam mê của mình.